Rồi hai ba rặng đi nghe nghe. Xong cái nhìn con đầy đủ tay chân, không có thiếu thốn gì hết. Mừng quá, lại cầm điện thoại bấm luôn. Có nghĩa như là thông báo hết tất cả mọi người, bạn bè, anh em, dòng họ luôn, coi như là anh không có mặt ở đó luôn. em ơi con ra nè em ơi à, con ơi mẹ nè con, mà trong khi đó mẹ đang ấn đợi xíu em đang thông báo. Đúng rồi, tại chỗ. Đúng đó, rồi, tại vì chỗ. Tại vì sao không? Tại vì vợ trai biết là có trai xuất hiện này là biết, là thấy biết là xin rồi, còn bạn bè người ta chưa biết thì phải nhắn. Tại vì thông báo cho người không biết, đúng không? Bởi vậy á, chúng ta mới thấy là thực ra là phụ nữ nhõng nhẽo vậy là bởi vì là họ muốn nhõng nhẽo cho chúng ta thấy thôi. Chứ thực ra phụ nữ mạnh mẽ lắm các bạn à. Hỏi cảm giác nha, tại vì đây là một cảm giác mà trai nghĩ rằng là các ông bố sẽ luôn luôn khác nhau, dù phản ứng nó cũng hơi giống nhau đó. Lần đầu tiên khi mà bế con mình như thế nào em? Lúc mà vợ em sinh á thì em được có mặt ở tại đó, thì em chỉ được ngồi ở ngay nửa phần trên ngay đầu và nắm tay vợ em. Đúng thôi rồi. Em nhớ hoài luôn là khi mà chỉ cần lúc mà lấy em bé ra nghe tiếng em bé khóc là hai vợ chồng em nhìn nhau và khóc thôi. Rớt nước mắt hả? Thật sự luôn, nó hay ơi là hay. Em chưa có được ẵm con em, lúc đó chưa có được ẵm đâu. Lúc đó là đưa qua cho bác sĩ kiểm tra, nhưng mà em được đi ra cùng với lại con em, rồi đẩy ra một cái phòng riêng. Ông bà ngoại, ông bà nội ở ngoài nhìn ai cũng khóc hết. Khoảnh khắc đó tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Là một khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng đối với là những người nào chúng ta khi mà là nhìn thấy đó nha. Và may mắn được nhìn thấy là chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Thai tả ru con ngủ cho con bú pha sữa, rành không? Dạ rành chứ, rành, rất rành luôn. Bản thân em á, công việc của em thì chắc chắn là phải tốn rất nhiều thời gian. Tụi em có sự phân chia được không? Ví dụ như là sáng nếu mà anh không bận gì thì anh lo em nghỉ. Rồi em tên là Phan Bùi Nguyễn và hiện tại em đang là một YouTuber. Em đang có một vợ và một con. Có vợ và một con. Có một vợ và một con. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng khai thác một cái vấn đề mà là trai nghĩ rằng không phải là các bạn khán giả lúc nào cũng nghe Fabo chia sẻ đâu nha. Vậy chứ chuyện gia đình anh này kín tiếng lắm. Thì kính tiếng tới đây thì mình cho mở tiếng. Lên tiếng. Hãy kể một chút xíu về cái quá trình cưa cẩm. Trước khi em gặp vợ em chắc là từ 1 đến 2 năm á, em có đăng một cái status. Lúc đó thì em chưa có làm YouTube hay gì hết á. Vợ em là người share, tại đâu có ai biết tới mình đâu. Thì được một hai cái share thì bấm vô coi liền, mừng quá mà anh. Bấm vô, trời ơi dễ thương quá. Thật là chấn động. Bị xe tình đó, xe tình. Lúc đó mình ngại mà anh. Thì không lẽ giờ mình add friend rồi mình... Mặc dù muốn lắm. Đúng. Mặc dù muốn lắm nhưng mà còn mình ngại phải, mình phải... Đó. Dằn xuống. 2 năm sau gặp lại nhau ở tại một cái quán cà phê. Em đang ngồi đó rồi thì vợ em bước vào với lại bạn. Thì bà em cũng thấy rồi, em cũng... Nhớ lại đúng không? Phải nhớ chứ anh. Tại vì cái người này để lại cái ấn tượng quá lớn. Em đi về, em nghĩ trong lầu là thôi bây giờ Sài Gòn lạc một cái là mất luôn. Em đi ra em lại vẫy tay em chào. Hello. Khi mà em vẫy tay em chào, em đi từ đó đi tới một cái quán cà phê khác nữa để gặp bạn em. Em thấy điện thoại em báo Natty, vợ em ạt em. Trời ơi, vô rồi. Em bỏ con bạn em luôn anh. Em chạy về nhà. Chạy. Bạn nó hiểu mình mà, nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu thôi. Tình duyên mình khi là lạc nhau là mất có thiệt á. Nhờn đó giờ em mới có vợ đó. Đó, em bỏ bạn em về, em làm việc. Vô mình nói chuyện đó. Xong cuối cùng thì mới có ngày hôm nay. Đó. Thì vợ chồng em bắt đầu quen nhau vào tháng 7 năm 2014. Ê, chắc không? Dạ chắc. Thì bây giờ là tôi mới hỏi là chắc không thôi, là tới tháng là tôi dừng rồi. Ngày 17. À nhớ luôn hả? À, ok. 17 tháng 7 2014. Khi biết tin vợ mình mang thai, cảm giác của bạn như thế nào? Em quyết định là 5 năm sau khi cưới mới bắt đầu có em bé. Để công việc ổn định hết. Khi mà vợ chồng đi đến một cái bệnh viện để tư vấn, để tìm hiểu nhiều hơn về cái quy trình
trong khoảng thời gian mang thai như thế nào. Và vợ chồng thì cũng canh đúng cái ngày mà rụng đó phải không? Đúng rồi, rụng một cái là giờ nào phút nào là ủi liền. Mà được cái em có nhỏ bạn cũng phải gọi là xuất sắc. Kinh nghiệm hả? Lúc em đang ở bên Nhật, nó nhắn tin với em anh. Nó nói đúng, bây giờ nè, ok. Mà trong khi mà từ Nhật với lại Việt Nam nha, em nói trời ơi mày hay quá. Dính luôn anh. Vậy vậy? Dính luôn. Nhưng mà cứ không nghĩ là làm sao mà dính được. Tại vì ở ngoài cầm cái que còn không biết nữa, mà làm sao mà chụp cái hình cái que qua mà biết anh. Thì buổi sáng hôm đó em đang ngủ, tự nhiên em không thấy vợ em đâu. Anh biết là buổi sáng mà mình còn ngái ngủ. Đúng rồi, mơ mơ màng. Thì vợ em đi ra cầm cái que, nói có em bé rồi. Hai vợ chồng giống như là vỡ òa anh. Vỡ òa mà giống như là kiểu muốn khóc luôn á. Khi mà mình bắt đầu có con á, là cuộc sống của bản thân mình nó bắt đầu có những cái thay đổi. Vậy thì cái cách em đối diện với lại những khó khăn đó như thế nào? Chắc phải nói là em có một cái sự chuẩn bị trước. Khi mà ẵm đứa bé á, nó nhỏ lắm. Còn em bự vậy em ẵm chắc em sợ lắm luôn á. Cho nên em đã có tư tưởng đó từ đầu rồi. Em nói vợ em là em phải đi đăng ký một cái lớp học. Nhưng mà không có đi được, phải học online anh. Thì mình chỉ đào video về thôi. Nhưng mà cũng biết được chút gì đó, cũng có cái kinh nghiệm rồi. Khi mà có em bé thì cũng biết cách ẵm. Rồi nói chung là cũng được thực tập đó. Hồi nãy tới giờ thì nghe Fabo kể rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà chưa có đi vào sâu cái chi tiết quá trình chăm vợ bầu á. Vợ mình có ngán hay không em? Đối với lại vợ em á là ngán á. Nước suối mà còn ngán nữa là có nghĩa là ngán tất cả mọi thứ xung quanh mình. Trừ em. Đó. Không ngán. Không, sao ngán được. Ngán xung quanh nhưng mà nghiện chồng. Đúng, đó. Nhưng mà ngán 2-3 tháng đầu thôi anh. Cho nó vui á. Mấy tháng sau hết ngán rồi anh. Mấy tháng sau là ăn... Ăn bù ha. Ba xin lỗi mẹ, nhưng mà chắc là ba phải nói thôi. Chắc cũng thèm nói lắm nè, mà không nói được với ai không? Giờ chương trình nói là nói lại nè. Mấy tháng cuối á là vợ em ăn rất là ngon. Em có một người bạn thân tối nào cũng qua nhà chở hai chồng đi chơi hết á, đi xung quanh chơi vậy đó, đi ăn hot dog á, thì hot dog hình tam giác anh. Mua ít lắm, mua lần cỡ 10-15 cái, nhưng mà cho em với thằng bạn em mỗi đứa có 1 cái 2 cái à, còn lại ăn hết anh. Ăn xong phải đi uống trà sữa chứ. Đúng rồi, nó bị nhẹn. Một ly trà sữa người ta gọi là tráng miệng. Ok, xong mình làm nóng cái bụng chút xíu với hai ly trà đào nữa anh. Chỉ vậy thôi. Một giờ chạy ra thì buổi tối thôi anh. Buổi tối là mười mấy cái bánh hot dog với một ly trà sữa, hai ly trà đào, kinh khủng à. Cái đó là kiểu như là mới là khởi động nên nó chưa vô tuần chính mà. Cái đó là ta gọi là ăn xế, là ăn cho vui để đi ngủ cho nó ấm bụng á. Trước đó là 7 giờ tối đã đi ăn thịt nướng rồi. Đó, nhưng mà giờ em thèm là đi ăn. Nói chung là chỉ có là không được ăn đồ sống thôi. Nói chung là vẫn tìm hiểu rất là kỹ. Chắc cái khoảng thời gian đó là ăn ở ngoài rất là nhiều, mà chưa tính ba mẹ em ở nhà tẩm bổ nữa anh. Dạ. Có bao giờ á ở nhà mà là vợ em được chăm kỹ quá tới mức mà là em phải sợ không? Không, nếu mà nói chăm kỹ ở đây á là ba mẹ thương lắm. Ba mẹ em á cái gì cũng không để vợ em động tới, hỏi hôm nay con thèm cái gì, con thích cái gì nấu cho con. Chứ ba mẹ em là không bao giờ khó hay là kiên kỵ hay như thế nào hết. Được cái là vợ em từ khi bắt đầu có thai tìm hiểu từng ly từng tí những gì nên làm và những gì không nên làm. Do đó thì kỹ ở đây là vợ em kỹ thôi, chứ em nghĩ là mọi người ai cũng muốn chăm lo rất là tốt, bồi bổ cho vợ em hết á. Nhưng mà không có gì mà để em quá đáng sợ hết. Chỉ có một cái hơi bị hết hồn là mười mấy cái hot dog ha anh. Dạ, sinh hoạt không cho. Vợ sinh khỏe không em? Không phải nha, đối với lại em nha, chứ không phải là đối với lại những người khác. Nhưng mà em thấy vợ em giống như là công chúa vậy á. Tại vì sợ đau, cái gì cũng sợ hết á. Thì em nghĩ là thôi chết rồi, kiểu này là đi sinh em bé là xong rồi. Em thấy cái gì mà em ngồi ở ngoài chờ mà thấy đẩy mấy chị ra, mấy chị cứ... Nhăn nhó rồi. Đúng rồi, em nói rồi xong, cái kiểu này là vợ em là thôi ngủ rồi. Em cầm điện thoại sẵn để em quay em chọc thôi. Ai nhà đẩy vợ em ra, vợ em vậy nè anh. Đâu hả? Em nói trời ơi, tại sao có thể. Em phải đem máy tính vào bệnh viện để làm việc. Và em ngồi ngoài hành lang á, em bé mà buổi tối phải gửi cho mấy cô y tá để chăm. Em tự nhiên thấy cái cửa phòng em nó mở ra anh. Em thấy vợ em đang cầm chai nước biển đi anh. Mấy chị y tá không tin luôn. Nói là tại sao em có thể đứng dậy em tự
đi vệ sinh, đi hết tất cả. Nói chung là sau khi mà sinh xong, vợ em á nói thật là giống như là thay đổi thành một người khác mà tốt hơn. Không phải đâu, có thể là vậy nè, có thể là vợ em có thể là công chúa với em thôi, chỉ nhõng nhẽo thôi, nhõng nhẽo với em thôi, nhõng nhẽo đúng không? Nhưng mà là khi phải bồ kể vậy thì là anh cũng có sự đồng cảm khá là sâu sắc trong cái quá trình mà là vợ anh sinh nở, thấy không? Dạ. Sinh thường em thì lúc mà là vừa đã đó, cũng bác sĩ có nói rồi, 2-3 rặng đi nghe xong cái nhìn con đầy đủ tay chân, không có thiếu thốn gì hết. Ôi mừng quá, là cầm điện thoại bấm luôn, có nghĩa như là thông báo hết tất cả mọi người, bạn bè, anh em, dòng họ luôn, coi như là anh không có mặt ở đó luôn. em ơi con ra nè, con ra nè, em ơi à, con ơi, mẹ nè con, mà trong khi đó mẹ đang ấn đợi xíu em đang thông báo. Đúng rồi, cái tại chỗ đúng đó, rồi tại vì chỗ. Tại vì sao không? Tại vì vợ trai biết là có trai xuất hiện này là biết, là thấy biết là xin rồi, còn bạn bè người ta chưa biết thì phải nhắn, tao cần thông báo cho người không biết, đúng bởi không? Vậy chúng ta mới thấy là thực ra là phụ nữ nhõng nhẽo vậy là bởi vì là họ muốn nhõng nhẽo cho chúng ta thấy thôi, chứ thực ra phụ nữ mạnh mẽ lắm các bạn à. Hỏi cảm giác nha, tại vì đây là một cảm giác mà trai nghĩ rằng là các ông bố sẽ luôn luôn khác nhau, dù phản ứng nó cũng hơi giống nhau đó. Lần đầu tiên khi mà bế con mình như thế nào em? Lúc mà vợ em sinh á thì em được có mặt ở tại đó, thì em chỉ được ngồi ở ngay nửa phần trên ngay đầu và nắm tay vợ em. Đúng thôi rồi. Em nhớ hoài luôn là khi mà chỉ cần lúc mà lấy em bé ra, nghe tiếng em bé khóc là hai vợ chồng em nhìn nhau và khóc thôi. Rớt nước mắt hả? Thật sự luôn, nó hay ơi là hay. Em chưa có được ẵm con em, lúc đó chưa có được ẵm đâu. Lúc đó là đưa qua cho bác sĩ kiểm tra, nhưng mà em được đi ra cùng với lại con em, rồi đẩy ra một cái phòng riêng. Ông bà ngoại, ông bà nội ở ngoài nhìn ai cũng khóc hết. Khoảnh khắc đó tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Là một khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng đối với là những người nào chúng ta khi mà là nhìn thấy đó nha, và may mắn được nhìn thấy là chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Thai tả ru con ngủ cho con bú pha sữa, rành không? Dạ rành chứ, rành, rất rành luôn. Bản thân em á, công việc của em thì chắc chắn là phải tốn rất nhiều thời gian. Tụi em có sự phân chia được không? Ví dụ như là sáng nếu mà anh không bận gì thì anh lo em nghỉ, rồi trưa, chiều, tối rồi sao, rồi cho ai cho con ăn, ai cho con bú? Lúc khi mà vợ em mới sinh á, thì 1-2 tháng đầu á, vẫn chưa có cô bú á để trong em. Do đó thì hai vợ chồng vẫn phải tìm hiểu và thích nghi với lại cái việc chăm em mỗi ngày. Và cái khoảng thời gian đó em thì đi quay buổi sáng, thì vợ em trông em bé. Tối em là một người khá là ngủ mê luôn á. Nhưng mà thật sự là từ khi có con á, nhiều khi em bé nó chỉ cần nhiều quẹo quẹo nha. Đúng rồi, là mình dậy tỉnh liền không? Em cũng không đặt báo thức hay gì hết. Thấy vậy thì tự giác đi ra bấm cái bình rồi đem vô rồi cho em bú. Mà thiệt chứ nó hay lắm anh. Nó mệt thì nó mệt thiệt á, tại giữa đêm đang ngủ mà đúng không, ai mà không mệt anh. Nhưng mà khi mà cho nó bú xong á, mình dỗ ở nó dễ thương gì đâu luôn á, không còn cái gì mà mệt mỏi nữa hết á. Nhưng mà được cái là thôi cái mấy tháng đầu thôi, bây giờ có bà bú rồi. Tại vì thật sự những cô bú á có kinh nghiệm hơn rất là nhiều. Không phải là khi mà là đẻ ra xong 2-3 tháng đầu tiên thì là hai vợ chồng sẽ chăm, mà tới tháng thứ 3, thứ 4 là có bà vú là 0% nữa. Không phải như vậy. Bởi vì là đây chính là cái sự phân chia công việc rõ ràng. Và tất nhiên khi mà vú chăm là anh đảm bảo một điều luôn là vợ em luôn luôn theo sát. Chính xác luôn. Cái vấn đề mà là thường hay gặp nhất đối với lại các gia đình có con nhỏ mà ông bà mà chăm bẩm nhiều á nha, là hay nhắc tới vấn đề cân nặng lắm. Gia đình em á có đặt nặng cái vấn đề cân nặng đó hay không? Thật sự nãy giờ nếu mà em cứ nói tốt hoài á thì mọi người có thể nghĩ là em đang không nói sự thật. Nhưng mà thật sự là em cảm thấy em rất là may mắn mà em không bao giờ muốn đòi hỏi thêm một cái gì nữa. Là ba mẹ em và ba mẹ vợ em á không đặt nặng một vấn đề gì hết. Và cứ cảm thấy là con làm như thế nào tốt cho con của con là được, cho nên không bao giờ mà áp được một cái gì hết á. May mắn quá bạn à. Với lại cái vấn đề mà đặt nặng vấn đề như là nó cũng là ngày xưa rồi. Dạ, ngày xưa thì nó mới vậy thôi, còn hiện tại bây giờ là đa số thực tế là cưng đẻ cháu ai cũng cưng hết trơn. Giữa hai vợ chồng á có một cái sự phân chia nhất định nào trong cái quá trình là nuôi dạy hay con hay không? Cái đó đối với em á, em là một người rất là dễ tính. Cái đó chắc là vợ em, mẹ em cũng giống như là ba mẹ vợ em thiên về nhiều hơn. Tại vì em với lại ba em thoáng lắm. Hôm trước em có nói chuyện với vợ em á, thì vợ em nói là những cái nuôi dạy hay như thế nào á thì sẽ để cho ông bà nội và ông bà ngoại, sẽ đi theo cái hướng của ông bà nội, ông bà ngoại. Tại vì cái cách của ông bà nội, ông bà ngoại rất là tâm lý, sẽ tốt hơn là cái quyết định của mình. Nhưng mà tất nhiên là vợ chồng em vẫn là người quyết định cuối cùng rồi, tại vì con của vợ chồng em. Nhưng mà vợ chồng em rất là tôn trọng cái ý kiến của ông bà ngoại, ông bà nội, và lấy từ đó rút ra một cái kinh nghiệm và dạy dỗ con em.
Trời ơi, đã chưa kìa. Thiệt luôn á, tôi rất là thích nghe những cái câu chuyện khi mà là một gia đình nhỏ quay quần với lại thiên thần của mình, mà có luôn cả cái sự đồng hành của ông bà hai bên nữa rồi. Đó là một gia đình cực kỳ hạnh phúc luôn. Nè, giờ khúc này nó cũng hơi căng. Là ngay từ lúc còn nhỏ, những người khác nhìn vào Fabo họ sẽ nghĩ không đúng về Fabo. Là nhìn chắc thanh niên này là sống nhờ ba mẹ rồi này nọ, tất cả mọi thứ thôi. Đó kiểu là như vậy. Nhìn đó bề, nhìn bề ngoài dễ đẹp trai, sang chảnh công tử quá phải không? Đó, nhưng mà là họ lại không có công nhận cái khả năng của Fabo. Anh chắc chắn luôn, khi mà là em bắt đầu có con á, một trong những cái suy nghĩ đầu tiên của em là lỡ như con mình nó rơi vào trường hợp của mình thì sao? Thì chắc là đối với cái cách ứng xử hay là suy nghĩ á, thì chắc là em vẫn sẽ cho con em biết giống như cái mà em đang suy nghĩ bây giờ thôi. Mình đâu phải ép được hết tất cả mọi người theo cái ý của mình đâu, đúng không anh? Đâu phải thay đổi được suy nghĩ của người nào đâu. Do đó thì ai hiểu thì em cảm ơn, còn ai không hiểu thì không sao hết. Em tin là em sẽ hướng được con em một cái suy nghĩ là ai nói gì nói không sao hết á, cứ tự hào là ba mẹ làm những gì tốt nhất cho con, mà con cũng cố gắng con làm những gì tốt nhất cho tương lai của con, như vậy thôi là được rồi. Nó giống như là một cái thuật ngữ mà chúng ta thường nghe, đó chính là người được chọn vậy đó. Rồi bây giờ tới một cái phần mà là trai nghĩ rằng là Fabo sẽ rất là hào hứng. Vợ tôi vô số tội. Thì hồi nãy tới nói giờ xấu đúng không anh? Là mình nói tốt quá đúng nhiều rồi, đúng không? Thì bây giờ là mình nói xấu vợ cái đi. Trước khi bắt đầu cái đoạn này thì chỉnh trọng liền. Mẹ nhà hãy tắt cái tivi hoặc là tua lại chút xíu nha. Ba sẽ coi trước rồi ba nói với mẹ là tua tới cái đoạn nào nha. Ok. Đó rồi, bây giờ dây đó. Chuẩn bị tâm lý rồi. Xin chào tất cả mọi người. Vợ em chỉ có một cái tính là em hơi khó chịu và đôi khi rất khó chịu. Đó là hay quên, rất là hay quên luôn. Tối nay chuẩn bị ngủ nha. Mẹ ơi, sáng mai ba đi quay. Sáng đi quay, sáng nhắn tin một cái tin nhắn cũng không dài lắm. Ủa tại sao ba đi đâu mà ba không nói với mẹ, ba cũng không hôn mẹ một cái. Mà ba bỏ mẹ vậy, biết là mẹ mới sinh không? Mặc dù sinh được 8 tháng rồi anh. Sinh được 8 tháng rồi anh. Biết mẹ tuổi thân lắm không? Đó, nó ủa qua ba nói mẹ ba đi quay mà. Trời ơi, biết người mới sinh xong người ta rất là hay quên không? Nói chung là không có một cái gì mà để em nói lại được hết anh. Mà nhiều khi kiểu dặn cái đó quên hoài. Mà có thể là quên trong... giống vậy là quên liền luôn anh. Mà em nói lúc nào cũng dùng một cái lý do thôi. Nếu mà các chị ở ngoài đó mà đang gặp trường hợp này, hãy dùng cái lý do của vợ em nhé. Đó chính là người mới sinh xong rất là hay quên. Đó vậy thôi. 8 tháng mà cũng còn hay quên hả? Cái đó là gì? Cái là nhõng nhẽo với chồng thôi, chứ không hay quên đâu. Là cái vấn đề là quên là lỗi lớn nhất đúng không? Tại vì quên hoài anh, nhiều khi quên đồ luôn á anh. Cái nhẫn của vợ em đi vệ sinh ở bên Thái Lan, rửa tay xong để đó luôn. Cho con hả? Dạ còn. Thầy vợ hơn à. Nhiều cái lắm đã để kể cho nghe, xin lỗi mẹ. Lỗi gì? Quên cái túi ở trong toilet, đi lựa đồ bên Mỹ, tính tiền để cái điện thoại đây đi luôn anh. Mà được cái ba em thương lắm. Ba em thấy, ba em lấy, ba em bỏ túi, ba em giấu luôn. Giấu để cho học được cái bài học. Nhưng mà bài học này kéo dài lâu quá. Chắc chưa học xong đâu. Thôi thì bây giờ thay vì đợi đối phương phải thay đổi, thôi thì mình sống chung với lũ đi. Đúng, nhưng mà nhiều lúc á em thấy mấy việc đó nó rất là dễ thương. Nói chung là thôi kệ cũng không sao hết. Thấy nó dễ thương là được. Rồi bây giờ tới một cái phần mà là tự thú á. Tự thú đi em. Thì nãy giờ em nói xấu vợ em quá rồi, giờ tới lượt em đi chứ. Chứ ai gọi điện thoại cho vợ nha. Thôi đừng làm vậy mà. Thôi đừng làm vậy mà. Em không biết là chương trình mình có chuẩn bị cái gì đó để gài em vô một cái thế không, trên bây giờ em tự xử trước. Em rất là hay nhăn mọi người à. Đó em... Nhăn là nhăn như thế nào? Nhăn mặt hay là cằn nhằn hay là nhăn nhó? Em có một cái biệt danh đó chính là cổ mái nhăn. Em stress cái gì là em nhăn. Em nhăn nổi mà nhiều khi nhân viên em đi quay cho em nói anh ơi giãn chút xíu. Thoải mái nha. Dạ đó, make up mà còn dính lại cái lằn dấu chân chim nữa là anh hiểu rồi. Vợ em hay nói em có số 11 ở đây mà. Nhăn quá, có số 11 đây nè anh đó. Mình tự xử nhiều quá vậy ta. Đúng rồi, mình có sao mình nói vậy chứ tự xử gì đâu mà. Em có cái tật là em hay đôn giá. Ví dụ mọi người phải hiểu một cái lý do ở đây đó, đó chính là mình làm cái gì mình mua cái đó đúng không? Ví dụ mình thích cái gì mình mua. Nhưng giờ mình chỉ hiểu được cái giá trị của nó thôi. Thì về hỏi nhiêu mình phải nói rẻ hơn chứ sao mình nói mắc hơn được. Nói mắc hơn mua. Đúng, không phải chỉ vợ em. Mẹ em cũng vậy, em cũng hay mua đồ chơi lắm anh. Em thích mấy cái mô hình á. Mẹ em thì nhiều khi thấy nó không đáng, nhưng mà em thấy nó rất là đáng. Giá trị như mình mà đúng không? Đúng, đi nhiều khi hỏi nhiều cái em nói thấp hơn nhiều lắm. Em cũng hay bị bán đứng lắm. Mà không ai bán đứng em, ngân hàng bán đứng em.
nhắn tin vô tan tan. Tại em chuyển khoản cái vô tin nhắn điện thoại vợ em rồi xong luôn. Em dở quá mà biết sao giờ. Mà nè, vậy là cái quỹ đen mà em có đó thì là em cất trong túi hay là em cất ở đâu? Anh lại bày rồi. Không có, không. Nếu mà quỹ đen thì sao mà vô tin nhắn của vợ em được? Ừ, vậy có nghĩa như là em cất ở đâu? Em không có quỹ đen. À, em có quỹ đen. Người đàn ông trưởng thành chân chính đây. Ok. Nhiều khi em đi quay hay gì mà chi phí là em có chị em đi theo hoặc là ai đi theo để chi, xong rồi về lấy phí lại. À, em đi ra ngoài là không có tiền. Vô sản anh chỉ có người ơi. Đây là người đàn ông chân chính mà đàn ông chúng ta không nên học hỏi nha. Có thể học mà từ đầu đến cuối như khúc này không nên học hỏi. Đàn ông nên có quỹ đen để mình làm những chuyện khác. Làm quỹ đen làm cái gì? Anh có quỹ đen không anh? Có, anh có 3 cái quỹ đen lận. Ôi trời đất ơi. Từ từ sẽ khai sau. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã nghe khá là nhiều câu chuyện thú vị đến từ gia đình của anh chàng Phabo Nguyễn rồi. Sẽ là một bí mật của chương trình dành cho Phabo. Chuyện gì ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Anh trai vừa nhận được một cái phong bì. Đúng vậy. Em biết thế nào em cũng bị vô cái trường hợp này. Là gì? Bạn cứ đọc đi rồi cái suy nghĩ của Phabo có đúng với cái này hay không? Ok, từ từ để tôi đọc. Ở đây là tôi cần tầm 2 phút. Chúng ta phải thật sự nghiêm túc các chàng trai à. Đây là thư của vợ em đưa cho em. Em nói mà thấy chưa? Có biết viết gì không mà đi nói. Dạ không, nhưng mà... Khen, anh mới liếc qua một cái anh thấy 3 dòng đầu okay. Khen. Dạ. Ok, dạ. 3 dòng đầu nha. Gửi 3 cô Bin. Ba à, vậy là đã 6 năm rồi chúng mình bên nhau rồi ba nhỉ. Mẹ thấy rất là hạnh phúc khi được làm vợ ba. Cảm ơn ba vì đã yêu mẹ, vì đã ở bên mẹ suốt những ngày tháng qua. Ba không phải là người ưa nói những lời ngọt ngào, nhưng đối với mẹ, ba là một người chồng và một người cha mẫu mực. Từng hành động chăm sóc yêu thương của ba dành cho hai mẹ con em rất là cảm kích. Nhớ lại lúc sinh cô Bin đó ba. Ba đã ở nhà suốt 5 ngày trong bệnh viện. Ý, ba đã ở suốt 5 ngày trong bệnh viện. Ở nhà 5 ngày trong bệnh viện. Không về nhà một giờ nào cả. Bởi vì ba biết có ba thì mẹ mới yên tâm. Mẹ sẽ không sợ, mẹ sẽ không thể tủi thân một mình. Ba tâm lý lắm. Bên cạnh ba, mẹ thấy mình thật sự nhỏ bé lắm. Cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen. Chỉ cần đi với ba đến đâu cũng được. Mẹ đi hết bà. Ba còn rất tài giỏi trong mắt mẹ nữa nha. Cái gì ba cũng biết làm hết. Ba hay nói, sao kỳ vậy ta? Mỗi lần mẹ kêu ba là cái gì cũng xong hết vậy ta? Hi hi. Thiệt, mẹ cũng không hiểu nổi luôn á. Kỳ thiệt luôn. Ba có rất nhiều ưu điểm, cũng có rất là nhiều khuyết điểm. Đó là ba hay nhăn. Ba còn hay la mẹ ở chỗ đông người. Tuy lâu lâu mẹ cũng hơi ngốc nghếch một tí xíu, nhưng mẹ không thích ba la mẹ ở chỗ đông người. Chỉ cần ba bỏ đi hai cái đó thôi, ba sẽ là một người đàn ông rất là tuyệt vời đó ba à. Chỉ có cái đó thôi. Thấy không? Còn lại tất cả mọi thứ thì ba cứ giữ yên như vậy, đừng thay đổi gì cả. Luôn yêu thương mẹ và cô Đinh thật là nhiều nha ba. Vài dòng gửi ba và luôn luôn nhớ rằng mẹ và cô Bin luôn là fan chân chính nhất của YouTuber Phabo Nguyễn. Hai mẹ con yêu ba rất nhiều, xin gửi em lá thư này. Ủa, thư nó là yêu thương, ngọt ngào quá trời, có gì đâu mà em phải lo lắng như vậy. Nãy giờ tôi cố tình tôi diễn thôi. Để coi là liệu rằng tôi có khai thác được cái gì không, nhưng mà... Ba bố, em sao vậy? Một lá thư rất tình cảm, rất yêu thương nhau luôn. Em tưởng là em bị gài, cái nãy tự nhiên cái em tự sát hơi sai một xíu. Bởi vậy, em hơi bị đa nghi rồi đấy. Đúng rồi, chương trình đã có thêm thông tin để khai thác từ em đó. Sau khi mà... đã nghe qua những lời tâm sự của vợ mình rồi, em có muốn gửi đôi điều với vợ và con của mình không? Xin mời. Ba chỉ muốn mẹ biết á là ở ngoài đó có gì xảy ra đi nữa thì cái tình cảm của ba dành cho mẹ cũng giống như dành cho Corbin cũng không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày á ở bên mẹ đều là một ngày mới hết, và lúc nào cũng sẽ yêu mẹ giống như là cái ngày đầu tiên gặp nhau hết. Còn cái việc nhăn á thì ba sẽ cố gắng thay đổi, còn cái việc mà la mẹ ở chỗ đông người á thì ba sẽ chắc chắn thay đổi cái điều đó ngay lập tức luôn. Là tại vì hôm trước em có vô tình em la hơi lớn tiếng với vợ em rất là buồn, thật sự vợ em nhìn rất là tội. Từ lúc đó em cảm thấy rất là chạnh lòng. Mẹ hãy tin một điều là lúc nào cũng sẽ có ba ở bên cạnh mẹ và bảo vệ hai mẹ con hết. Tôi nghĩ rằng thì đối với lại những tình cảm Phabo dành cho vợ mình á, hoặc là những cái lỗi lầm nhỏ đi, Phabo đã
vô tình không để ý mà khiến cho vợ mình buồn lòng thì ta nghĩ rằng ở đây nè, nè ba thằng đây lâu lâu cũng dính á, dính hoài phải dính. Tôi nói thiệt nha, tôi chưa bao giờ thấy được một người đàn ông nào hoàn hảo 100% đâu. Phải có khuyết điểm và mình nhìn được khuyết điểm đó, mình sửa thì lúc đó vợ mình mới hạnh phúc được. Dạ đúng rồi, không phải ở phòng khách nữa. Đúng rồi. Dạ. Ê, không phải ở phòng khách nữa. Tôi vậy, là, vậy là có nghĩa là đã bị ở phòng khách rồi. Thì đó. Nhưng mà được cái phòng khách nó nằm trong cái phòng ngủ đó. Trời ơi. Ra. Anh hiểu em nói không? Hiểu. Sau cái đợt này thì chắc có mốt vợ em làm ngăn dách cho phòng khách phòng ngủ luôn.